Một ngày mới lại bắt đầu. Và cái chuyến hành trình tầm lan ở vườn quốc gia Chiêu Mông Ray ngày hôm nay của bốn anh em thì lại tiếp tục. Anh em đang gọi em, không biết là mọi người đã quan sát thấy lan gì ở trên cây. Vâng, kia một bụi lan rất là to ở trên cành. Kiểu vuông hả anh? Không. Hoàng lạp, hoàng lạp. Ừ, hoàng lạp anh ơi. Hoàng lạp à? À vậy thì có gì lúc nào về thì hái? Không, đưa anh Việt hái luôn. Hái luôn hả? Ồ thôi thế thì để anh Việt khởi động buổi sáng, tập thể dục một chút. Lúc này là mẹ cho đi hái. Đúng rồi, bây giờ cho anh Việt trèo hái cây này cho nó mệt đã. Xong rồi tí nữa vào trong kia gặp giả hạc anh không trèo được là anh em mình hái. Vẽ nghi khôn thế. Cây này khá cao đấy. Cái cây này chắc tầm khoảng cỡ 50 mét ta. Khoảng đấy. Bao nhiêu mét đây ạ? Cao phết. Cao lắm. Mà cây này bỏ trơn lên cẩn thận nhá. Bám chắc vào. À, nãy giờ kè trèo 10 mét rồi. Còn chắc cỡ 30 mét nữa. Hay là cây này có những cái nu. Leo nó dễ. À kìa bụi hoàng lạp. À, cái bụi ấy này dày quá. Hả? Cái gì? Đang nổ nha.
đang nổi á. Chấm nha. Rồi, ở dưới anh ấy đã bị trúng cây lan và chắc cũng bụi hoàng lạp anh Quốc Việt vừa hái xuống và ném xuống, đang có nụ rất là đẹp luôn anh chị và các bạn ạ. Rồi, anh ngồi trên đấy luôn đi. Bụi này trồng được một chậu thì quá tuyệt vời luôn. Vì trèo một cây rất là cao cho nên cái quãng đường mà anh xuống thì cũng hơi lâu một chút. Lại đứng đây chờ anh chút. Sao anh không hái luôn cái bụi thanh đạm ba gân xuống? Cái bụi đó mà hái xuống chắc là vác về không nổi đâu. To quá mà. Cái đấy phải mấy người ôm mới hết được cái bụi đấy. Còn dưới chân là một bụi kiều vuông con dưới thanh đạm. À, các bạn nhìn độ cao chứ. Bụi thanh đạm này thì to lắm, không nên hái. Thân có lá rất là đẹp.